Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống nghĩa tình đồng đội của những người lính Cụ Hồ, thời gian qua các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn huyện An Biên đã đẩy mạnh hoạt động giúp nhau nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững. Đón chào năm mới 2022, nhiều hội viên có thêm động lực phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo và tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong những năm qua, các cấp hội cựu chiến binh huyện An Biên luôn quan tâm chỉ đạo, phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là một trong những hoạt động nổi bật của hội. Hiện nay có 58 mô hình góp vốn xoay vòng, 15 mô hình câu lạc bộ giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế. Đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện quản lý 34 tổ tiết kiệm vay vốn có số dư nợ trên 58 tỷ đồng. Có trên 500 hộ cựu chiến binh được vay vốn. Nếu như năm 2016, toàn hội còn 114 hộ hội viên nghèo và 59 hộ cận nghèo, thì đến năm 2021 chỉ còn 25 hộ nghèo, tỷ lệ hộ cựu chiến binh khá và giàu chiếm trên 52%. Thì đa số mấy anh mấy chú là hội viên cựu chiến binh, khi phục viên chức ngũ chạy địa phương, thì làm nhiệm vụ này thì nói chung là kinh tế gia đình của từng hội viên đều phát triển. Cái tỷ lệ nghèo trước đây đó, như nhiệm kỳ năm đó thì cũng binh rất đông, nhưng mà hiện nay hội viên cũng binh nghèo là còn có khoảng 25 hộ còn khó khăn gì nhà ở thôi, còn đa số là cái giúp nhau phát triển kinh tế gia đình thì đã thoát nghèo và vươn lên khá giàu, là hiện nay nó ở cái mức rất cao. Hội viên cựu chiến binh Trần Văn Chiến, ngụ ấp Năm Biển B, xã Nam Thái, huyện An Biên là một điển hình hội viên làm giàu theo mô hình tôm lúa. Những ngày đầu lập nghiệp, điều kiện đất đai nơi đây còn hoang hóa, chưa được cải tạo, nước bị nhiễm phèn nặng nên việc sản xuất cho năng suất thấp và kém hiệu quả. Tuy nhiên, với bản chất của bộ đội Cụ Hồ, ông quyết tâm cải tạo vùng đất khó này, chuyển đổi cơ cấu sản xuất một vụ lúa một vụ tôm và xen canh tôm. Nhờ cần cù chịu khó, chí thú làm ăn và biết áp dụng kinh nghiệm vào sản xuất nên năm nào ông Chiến cũng trúng mùa. Trên diện tích hơn 25 công đất của gia đình, hàng năm thu lãi gần 200 triệu đồng. Đời sống bây giờ nó đỡ hơn cái lúc ở bộ đội về nhiều. Bộ đội về vất vả lắm. Từ từ nhà nước phát triển, phát động nuôi tôm, lúa thì nói chung nông dân của mình đều ai cũng phát triển dần dần. Năm nay nói chung vì dịch nó cũng khó khăn cái quê hương mình. Năm nay Tết cũng chuẩn bị đỡ đỡ mấy nhỏ đi làm á. Rồi tôm, cua, đồ này kia mình cũng tập trung vô đó chắc cũng đỡ đỡ. Phấn khởi với thành công của mô hình nuôi dẹm xanh mặt nước bãi bồi ven biển trúng mùa, hội viên cựu chiến binh Nguyễn Văn Trăng, ngụ ấp Sáu Biển, xã Nam Thái, huyện An Biên đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022 sung túc và đầy đủ hơn. Với mô hình này đã giúp anh Trăng thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Thực hiện cái mô hình kinh tế thì cũng nhờ tỉnh hội và huyện hội cũng có hỗ trợ về cái vốn, nhất cái thứ hai nữa về cái khoa học kỹ thuật hướng dẫn để mà phát triển cái con dẹm ngày hôm nay mới được cái thành quả ngày hôm nay. Trong những năm qua, cán bộ hội viên cựu chiến binh huyện An Biên luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, gắn với phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi. Ngoài việc được tiếp cận nguồn vốn vay lãi suất ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội, các cấp hội còn vận động cán bộ hội viên thực hiện tốt phong trào cựu chiến binh góp vốn giúp nhau phát triển sản xuất kinh doanh với tổng số vốn gần 900 triệu đồng. Áp dụng cho khoa học kỹ thuật này kia nó là ở đây thì vụ tôm vụ lúa. Do riêng gia đình tôi thì hơn 150 triệu. Tinh thần ăn Tết thì nó khấm khá hơn mọi năm. Để phát triển kinh tế này, cũng như là nuôi các mô hình, tạo các mô hình cũng như là đồng vốn này vốn từ ngân hàng chính sách và vốn của quỹ xây dựng. Nói chung là mình cũng tạo nhiều cho hội cũng binh lắm. Bởi vì mình đi tham quan nhiều mô hình, rút kinh nghiệm về cái thổ nhưỡng đất đai của mình ở đây đó, nuôi được con gì và trồng được con gì. Nhằm tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, thời gian tới các cấp hội cựu chiến binh sẽ đầu tư mở rộng phát triển sản xuất, đẩy mạnh liên doanh liên kết gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, sản lượng và giá trị sản phẩm, đủ sức cạnh tranh trên thị trường, từng bước nâng cao thu nhập cho hội viên, tạo điều kiện cho toàn hội tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm hay trong sản xuất kinh doanh để mô hình kinh tế phát triển sâu rộng, có chất lượng và hiệu quả cao. Thì mục tiêu là tiếp tục xây dựng các cái mô hình làm ăn có hiệu quả
để cho các cái hội viên còn lại học tập rút kinh nghiệm. Ai có nhu cầu thì mình sẽ tạo điều kiện hỗ trợ về vốn hoặc là dây vốn của ngân hàng để xây dựng mô hình phát triển kinh tế. Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng chung của dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm phát triển kinh tế gia đình bằng chính sức lực của mình, các mô hình kinh tế của hội viên cựu chiến binh trên địa bàn huyện An Biên mang lại hiệu quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương, đón chào mùa xuân mới 2022 với niềm hân hoan, phấn khởi.